Dạo gần đây nếu như mà anh em tham khảo ở trên những kênh TikTok hay là những trang báo công nghệ thì anh em hoàn toàn sẽ nhận ra một thuật ngữ khá là mới, đấy chính là iPhone kích pin. Vậy thì cụm từ kích pin này nó có nghĩa là gì? Và có thực sự nó ảnh hưởng rất nhiều đến trải nghiệm sử dụng của người dùng hay không? Thì hãy cùng chúng mình giải đáp ở trong video ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video ngay bây giờ. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem iPhone kích pin có nghĩa là gì đã. Về cơ bản thì iPhone kích pin nó là những chiếc iPhone mà được gian lận về mặt thị giác dung lượng pin thực tế ở trên những sản phẩm smartphone nói chung và những chiếc iPhone nói riêng. Tức là về cơ bản anh em có thể hiểu là không chỉ riêng iPhone mới có thể kích pin, mà ngay cả những chiếc smartphone tới từ thế giới Android cũng có thể kích pin được thông qua những thiết bị chuyên dụng. Vậy thì có một câu hỏi đặt ra ở đây, có cách nào để khắc phục hay không? Thì câu trả lời của mình đấy là không, chúng ta không có một cách nào để khắc phục cả. Và ngay cả những anh em dân kỹ thuật thì cũng chỉ có thể khẳng định một điều, đấy là cách duy nhất để chúng ta biết được những chiếc iPhone đấy bị kích pin hay không, đấy là phải sử dụng trong khoảng thời gian về lâu về dài. Và nếu như dung lượng pin thực tế của chúng ta hao rất nhanh thì chúng ta mới có thể nhận ra được điều đấy. Vậy thì câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao lại xuất hiện những chiếc iPhone kích pin nhỉ? Khi mà đến thời điểm hiện tại thì iPhone hàng cũ đã rất nhiều, nhưng mà tại sao lại xuất hiện iPhone kích pin? Để cho anh em dễ hình dung thì nguyên nhân được cho là lớn nhất đây chính là nguồn cầu của anh em. Tại vì sao? Nếu như anh em để ý thì một bộ phận người dùng iPhone, đặc biệt là iPhone cũ thời điểm hiện tại, khi muốn mua những chiếc máy cũ thì họ luôn luôn đặt ra một tiêu chuẩn rất cao về dung lượng pin thực tế. Họ luôn muốn những chiếc máy có dung lượng pin phải nói là cực kỳ ấn tượng, lên tới tận 95, thậm chí là 99% cơ. Thế nên khi mà thời điểm hiện tại thì nguồn cung iPhone không thực sự quá nhiều, vì tất nhiên diễn biến của đại dịch mà, thì một số cửa hàng đã tìm một vài cách để có thể gian lận bằng việc kích pin iPhone lên, để qua đấy tăng thời lượng pin thực tế. Thứ nhất là họ có thể test giá được nhiều hơn, và thứ hai là họ có thể chứng minh một điều là iPhone của tôi là iPhone mới tinh, iPhone gọi là zin keng, không có cái gì đâu. Đấy cũng là một trong những lời cảnh tình của mình, đấy là không phải những chiếc iPhone nào dung lượng pin thực tế nó rất cao thì nó cũng là tốt đâu. Chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn được những chiếc iPhone đảm bảo cho chúng ta về mặt trải nghiệm rất ổn bằng việc đấy là chúng ta sẽ mua những chiếc iPhone với dung lượng pin thực tế không quá cao, chỉ ở trong khoảng 92, 90, 91% vẫn được. Tại vì tất nhiên nếu như anh em để ý thì theo như khuyến cáo của những anh em chuyên gia công nghệ hoặc là những anh em nào mà sử dụng iPhone rất lâu thì họ sẽ khuyến cáo rằng đấy là khi nào pin của chúng ta dưới 80% thì chúng ta hẵng đi thay pin. Và với việc pin của chúng ta dung lượng thực tế chúng ta còn 90%, nó cũng không thực sự ảnh hưởng quá nhiều đâu. Tại vì trường hợp pin ảo nó sẽ chỉ xuất hiện khi dung lượng pin thực tế chúng ta xuống dưới mức 80% mà thôi. Thế nên đối với mình thì việc chúng ta lựa chọn những chiếc iPhone được cho là iPhone hàng cũ gặp phải trường hợp bị kích pin, nó là một cái gì đấy được cho là rủi ro rất cao. Và nhiều anh em thì sẽ thắc mắc là có cách nào để khắc phục hay không. Thì câu trả lời của mình là chúng ta không có một cách nào để khắc phục cả, như mình cũng vừa mới đề cập ở đầu video. Và bắt buộc chúng ta sẽ phải sử dụng và chúng ta sẽ phải chấp nhận điều đấy. Điều này thì sẽ tồn tại cho chúng ta rất nhiều những rủi ro. Thứ nhất là rủi ro về mặt tiền bạc. Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ phải mất nhiều tiền hơn để có thể sở hữu những chiếc iPhone mà không đảm bảo cho chúng ta về mặt pin này, không đảm bảo cho chúng ta về mặt trải nghiệm, trong khi chúng ta cảm giác giống như kiểu chúng ta bị lừa vậy. Sở hữu những thiết bị iPhone dung lượng pin thực tế rất cao, trong khi sau một khoảng thời gian sử dụng pin của nó xuống rất nhanh, chất lượng pin của nó xuống rất kinh khủng, và chúng ta sẽ bắt buộc phải phát sinh ra một khoản chi phí để có thể thay pin. Thế nên nó rất tốn kém. Vậy thì có một vấn đề nữa được đặt ra ở đây, đấy là iPhone kích pin nó không phải là một chiêu trò quá mới, nó đã rất cũ rồi, nhưng tại sao thì hiện tại nó lại nổi lên như là một trào lưu vậy? Câu trả lời chính là đến từ việc trong khoảng thời gian gần đây chúng ta đã có những thông tin rằng iPhone 11 và iPhone 11 Pro Max hoàn toàn có thể bị kích pin. Chính vì vậy thế nên khi mà chúng ta nói đến dòng iPhone 11 và iPhone 11 Pro Max, đây là những dòng iPhone được rất nhiều người dùng săn đón thời điểm hiện tại. Qua đây thì cũng sẽ phát sinh một lời cảnh báo của mình dành cho anh em, đấy là nếu như anh em muốn mua những chiếc iPhone line new thì anh em sẽ nên lựa chọn những cửa hàng thực sự uy tín. Đừng ham rẻ một vài đồng làm gì cả, tại vì tất nhiên các cụ đã có câu rồi, của rẻ là của ôi, rẻ mà ngon chỉ có cơm mẹ nấu thôi. Thế nên là anh em nếu như mà mua hàng cũ, anh em chấp nhận bỏ ra một khoản tiền nó lớn hơn một chút cũng được, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ có được những trải nghiệm ổn và chính sách phục vụ và hậu mãi trên cửa hàng đấy nó tốt thì anh em lựa chọn thôi. Và cái thứ hai đấy chính là vì nếu như anh em mà sợ những chiếc iPhone line new đến mức độ là anh em còn không tin tưởng luôn, thì anh em sẽ lựa chọn những chiếc iPhone VNA, nó sẽ là một sự lựa chọn tốt nhất. Tại vì sao? Đây là những chiếc iPhone mới tinh mà, chúng ta mở ra chúng ta không phải lăn tăn quá nhiều về vấn đề pin ảo hay là vấn đề kích pin gì cả. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một cách rất bình thường mà thôi. Và nếu như mà hết pin chúng ta hoàn toàn có thể đi thay. Và đó cũng là toàn bộ những cái lời lưu ý của mình dành cho anh em khi mà nói đến vấn đề iPhone kích pin. Tất nhiên đây là một video cũng khá ngắn để có thể cảnh báo cho anh em về việc lựa chọn iPhone thời điểm hiện tại mà thôi. Vì tất nhiên đấy là ở trên một vài mẫu iPhone, đặc biệt nhất đấy là những mẫu iPhone đang được săn đón ở dưới dạng hàng cũ như là iPhone X này, XS Max này, XS này, rồi là 11 Pro, 11 Pro Max. Thì những dòng iPhone này là những dòng iPhone đã bị khai tử.
Và nếu như mà anh em muốn kiếm được những chiếc máy được cho là siêu lướt, những chiếc máy 99%, thì câu trả lời của mình đấy là vẫn có thể kiếm được. Tuy nhiên thì lượng hàng nó cũng không thực sự quá nhiều. Thế nên anh em nên mua ở những cửa hàng thực sự uy tín, họ check, họ đảm bảo cho chúng ta về vấn đề này. Và thậm chí chính sách bảo hành của họ cũng thực sự tốt để chúng ta có thể an tâm trong quá trình sử dụng, thì nó vẫn là một cái gì đấy tốt hơn. Còn không, cứ iPhone VNA mà pha. Và nhân tiện một vài phút dành cho quảng cáo, nếu như anh em đang quan tâm đến chiếc iPhone 11 hiện tại đang có mức giá khá thơm, thì anh em hãy truy cập ngay vào link mình để ở bên phía dưới phần mô tả, dẫn thẳng đến chuỗi hệ thống cửa hàng của Viettel Store. Và tất nhiên chúng ta đang có một vài những mã giảm giá khá thơm liên quan đến chiếc iPhone 11 đấy. Và đó là toàn bộ những chia sẻ của mình ở trong video ngày hôm nay. Nếu như anh em cảm thấy video này hay thì hãy nhớ để lại cho chúng mình một like, một share, một subscribe. Có ý kiến gì thì hãy nhớ để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em ở trong những video khác trên kênh YouTube của Viettel Store TV. Tất nhiên đừng quên bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất. We'll be right back.